Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là mùng 9 Tết á. Còn mùng là còn Tết ha. Buổi trưa hôm nay chúng ta một lần nữa chúng ta đi về cái đường Trần Bình Trọng để đi đến cái nhà cái hẻm 174 Trần Bình Trọng. Đây một lần nữa mời cô chú anh chị mình cùng đi lại cái đường Trần Bình Trọng ha. Đây chúng ta đang đứng đây là ngã tư Trần Bình Trọng và Trần Hưng Đạo. Hướng này là Trần Hưng Đạo nè. Hướng này đi về cái hẻm 835 rồi Nguyễn Chí Phương, cộng Nguyễn Chí Phương là chợ lớn. Còn hướng này thì là đường Trần Bình Trọng. Chúng ta sẽ đi trên đường Trần Bình Trọng nha. Rồi, mọi người qua đường thôi. Đây là trường Trần Hưng Đạo đi về hướng chợ Bến Thành, quận nhất. Đây trước mặt mình là lăng mộ của Trương Vĩnh Ký nè. Hàng rào lăng mộ này. Kế bên đó là cái tu viện. Cũng không quên nhìn lại cái chú làm móc khóa chìa khóa. Anh chị bạn nào mà có móc khóa hay chìa khóa nữa mình ra đây. Chú Hải. Đây mình cùng nhìn lại căn nhà đầu hẻm. Đầu hẻm Trần Bình Trọng. 91 Trần Bình Trọng. Và cái kế bên là cái ủy ban. Ủy ban phường mới được xây lên lại đây. 2-3 năm nay là đây thôi. Kế bên cũng có căn nhà xưa nữa nè. Căn nhà này mới làm lại cái hàng rào, cái bức tường rào. Nhưng mà cái kiến trúc vẫn còn như xưa ha. Mặc dù cái giao diện thay đổi. Cái nhà này nó cũng na ná như cái nhà cà phê này nè. Nó cũng na ná như cái nhà hàng rào này luôn nè. Kiến trúc nó na ná nhau, cùng thời, chắc có lẽ là cùng thời. Rồi, chúng ta đi tiếp nha. Hôm nay chúng ta đi lẹ thôi. Tại vì cái đường này hôm bữa em có đi rồi, anh chị bạn cũng đã xem rồi ha. Hôm nay chủ yếu là đi đến cái hẻm đó. Hôm bữa cái hẻm 174 mình đã đi vô rồi. Nhưng mà 174 bây giờ là nó khác với 174 hồi xưa. 174 hồi xưa chắc có lẽ bây giờ là 188 á, ngay đầu hẻm đó là quán phở cây dầu. Nhà này lúc trước là của ông giám đốc bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn. Nhưng mà không biết bây giờ thì sao ha. Ở đây cũng có khách sạn Tân Thành Công. Massage được luôn. Nó đối diện với cái tu viện của dòng đang có để bảng. Chúng ta đi qua trường Chí Thiện. Trước em có review cái mì cay sashimi này nè. Mọi người có thể xem lại mì cay sashimi Trần Bình Trọng. Buổi trưa ngồi đây mát. Đây hàng rào của trường Chí Thiện. Ở bên trong đó thì có nhà thờ chợ quán. Thì bây giờ thì cũng vẫn còn hơi dư âm của Tết nên những cái trang trí cũng vẫn còn ha. Chúng ta ngắm nhìn lại nhà thờ xíu nha. Phụ đẩy vô. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi chúng ta tiếp tục đi nha. Đến xíu nữa là mình đến cái hẻm Trúc Giang.
Trúc Giang, Trúc Hồ. Thì bữa nay là mùng 9 thôi nên mọi người, bà con mình có một số cửa hàng vẫn chưa có mở cửa. Có lẽ ngày mai, ngày 4 là đồng loạt nhau mở cửa. Bây giờ ở Sài Gòn Mố Lân rồi cũng khai trương rất là nhiều ha. Này mình nhìn vô hẻm Trúc Giang làm lần nữa ha. Rồi, mình đi qua cái căn nhà số 124. 124 là 124A. 124B. 124B là nhà này. Thường địa chỉ ngày xưa, nếu mà một địa chỉ mà tách ra mấy căn thì người ta sẽ phân biệt là ABC, chung một cái căn đó nhưng mà ABC. Rồi tách ra 3-4 hộ rồi chứ. Thì xưa nhiều khi ông bà để lại tách ra con cháu mỗi người miếng. Thì mỗi người đứng tên một cái sổ sẽ để địa chỉ ABC. Người A, người B, người C. Đây chúng ta tới ngã tư Trần Bình Trọng và Nguyễn Trãi nè. Đường Nguyễn Trãi hướng này đi về Chợ Lớn nè. Hướng này đi về Quận Nhất. Là tiếp tục đi trên đường Trần Bình Trọng. Ở đây có cái quán cháo mực rất là ngon nè, sạch sẽ lắm. Cháo mực 175 Trần Bình Trọng. Hồi trước em có review cho cô chú anh chị mình xem rồi đó. Đi bộ thế này là một cái hình thức tập thể dục, tập thể dục cho tốt nhất. Nhưng mà không biết bữa nay đi có gặp cái căn nhà đó hay không, nhưng mà hy vọng là sẽ nhìn thấy. Cái hẻm này cũng đi thông vô cái hẻm 174 bây giờ nè. Đây địa chỉ 162 là thủ cháu dịch 162. Ở đây quán hủ tiếu này là 172. Rồi kế đến là 174, nhưng hồi xưa nói không phải. Thì mới hồi xưa là số mấy nè. Rồi tới cái trường mầm non nè. Đây cái trường mầm non ở 180. Chúng ta nhìn qua đường coi anh có nhớ gì không nha. Đây là phá, bên trong có ngôi chùa gì, hẻm này nè. Bên trong có ngôi chùa gì đó. Hẻm 209. Đây đầu hẻm thì có cái quán phở, nhưng mà nay quán phở nghỉ. Có cái cây dầu, cây số 122. Bên kế bên là 190. Hẻm phở cây dầu đây. Này bên đây là hẻm 188. Cuối hẻm quẹo phải. Rồi đi thẳng vô nha. Hẻm cùng. Cứ thẳng vô.
là 188/15. Đây là 188/8. Đây là mình thông ra cái nhà nữa. Hẻm hơi nhỏ. Dạ con chào cô làm ơn cho con hỏi nhà trong đây là hẻm cùng không con? Đây là cụt hết rồi. À. Chỉ có mấy nhà này thôi. Này địa chỉ cũ hồi đó giờ luôn. Hay là địa chỉ thay đổi ta? Từ xưa gia đình đi nước ngoài cái giờ cái địa chỉ thay đổi ha. À, nên người cũ chứ tôi cũng là người sau. Người sau. Đây hỏi nhà này may ra biết. À. Hồi cho anh ta nghỉ trưa. Không, không có căn cứ. Dạ. Có cây mận mát ha. Dạ, thôi được con, cảm ơn bác. Đây hồi xưa người ta đây nè. Đây lâu lắm rồi, đi nước ngoài. Muốn nhìn lại căn nhà xưa kỷ niệm nữa. Giờ nó thay đổi, địa chỉ bây giờ thay đổi khác. Nó vẫn đường nó vẫn vào như vậy, chỉ có điều là nhà nó xây lại đó thôi. Dạ, cái số nhà vẫn vậy hả? 47 hẻm 47. 147. Thì 147 con biết là bên đây. À 174. À đúng rồi, 174 con lộn. 174 tôi. Dạ. 174 là hẻm đây, hẻm cái máy thi đi vào đây này. Dạ. Đó. Cái này có cái này có thông ra được không ta? Đi thẳng đây này, đi thẳng đây đến đây thì quẹo ở đây là ra cái hẻm 74. Dạ. Còn quẹo ngay chỗ này sang bên này là 188. 188. Dạ. Rồi, con cảm ơn bác. Chúc bác ngày mới tốt lành nha. Đang đi vòng vòng đây kiếm địa chỉ. Mà giờ thay đổi rồi, nhìn không ra. Người cũ thì may rồi. Dạ, rồi, cảm ơn bạn. Dạ, dạ. Rồi, rất tiếc là con này không phải rồi anh ơi. Anh ơi, anh Quân ơi. Cho mình đi đây hả? Đây là ra lại 188 nè. Khỏi cái dầu nè ha. Rồi, đây ra 182. Rồi đây, hồi xưa ở đây là 174/1. Ở đây 174/13. Đây kia là 13E. Rồi một số hình ảnh gửi anh chị. Chúc anh chị ngày mới tốt lành. Hy vọng là đây sẽ giúp anh chị thấy được hình ảnh của ngày xưa. Rồi chúng ta quay ra đường Trần Bình Trọng lại. Thì theo như anh nói thì cuối hẻm quẹo phải. Quẹo phải thì mình đi thông ra bên kia là hẻm cùng. Rồi một bên là thông ra hẻm 174 thì ngay chỗ cái quán cháo. Chúng ta nhìn lại ha. Ngay chỗ cái quán cháo cá lóc hôm bữa em có review á, là ngay đó là cái nhà số 13. Còn 13C thì không biết bây giờ thuộc về căn nào. Hy vọng sẽ giúp được anh nhớ lại một cái gì đó về những kỷ niệm ngày xưa của mình ha. Chúc anh và gia đình ngày mới vui vẻ và nhiều sức khỏe. Chúc cô chú anh chị mình luôn luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Chúng ta đi lại đường Trần Bình Trọng hướng về chợ nhà thờ chợ quán. Và tới đây cũng xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.